Em xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì em thấy cây cà dại này và em review lại để cùng chia sẻ đến mọi người nhé. Cái cây cà dại này thì quả nó cũng có thể ăn được như là quả cà pháo bình thường nhé. Chúng ta có thể hái để nấu canh. Đây quả của nó này. Nấu với cá hoặc là nấu bình thường nấu không thôi cũng rất là ngon, nó thơm lắm. Cho lá tía tô và lá lốt vào ăn rất là thơm. Cái quả cà dại này được đồng bào họ sử dụng rất là nhiều, họ hái họ ăn. Tuy rằng mọi người, nhiều người nghĩ thì nó không ăn được đâu, nhưng mà nó ăn thì lại rất là ngon đấy các bạn. Ăn nó không kém gì cà pháo hoặc là các loại cà như cà bát, cà khác nữa nhá. Đây các bạn này. Đấy, cây này thì nó hơi nhỏ, nhưng hôm nay em thấy thì em quay review lại đến các bác. Bên trong cái quả nhiều thì các bác nhỉ. Đó, bình thường là nó sai lắm, cứ mỗi cuống lá nó sẽ có một chùm quả. Đó, ở bên trong kia nó hơi rậm rạp, em không đi vào được, em chỉ có thể quay ở đây thôi. Đây là chùm cà dại các bác này. Đó, hồi nhỏ thì em hay dùng cái quả cà dại này để đưa vào cái súng bằng ống tre tự chế để bắn á. Chơi cái trò này nó vui, hồi bé không có trò gì chơi mà. Cho nên hái quả này để nghịch rất là nhiều. Khi lớn thì mới biết nó có tác dụng, có thể ăn được. Hồi trước em thử nấu một lần rồi, mọi người nói ăn được, mới đầu thấy hơi ghê, về sau nấu ăn lại thấy ngon. Nó ngon không kém gì các loại cà khác đâu. Đây hoa của nó màu trắng này các bạn. Đang ra quả cũng khá là nhiều. Rồi video hôm nay em chia sẻ đến đây thôi nhá. Các bác mà có muốn thử vị của cây, của quả cà dại này thì cứ hái về ăn, thấy nó hái về ăn. Nấu bình thường, nấu canh bình thường thôi, ăn rất là ngon các bác nhé. Tin em đi. Rồi em cảm ơn các bác nhá. Các bác cho em xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bác.